Trong suốt lịch sử nhân loại, tâm đẹp thiêng liêng thường được giữ kín trong bí ẩn. Các đấng tiên tri, đấng cứu thế hoặc bất cứ danh hiệu nào chúng ta gọi các ngài thường bị hãm hại và áp bức. Lời nói của các ngài ít người hiểu. Nhưng làm sao chúng ta có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả? Để phân biệt, một người chỉ có thể dựa vào hướng dẫn của đấng thiêng liêng. Và sự thật sẽ tự hiển thị cho những ai khao khát tìm kiếm. Tuần trước, chúng ta đã khám phá những lời tiên tri về vị đạo sĩ sẽ xuất hiện trong thời đại họa trên địa cầu, khi vô số bệnh tật và bệnh dịch hoành hành khắp toàn cầu. Như đã được tiên tri, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư hóa thân của Minh Sư Lão Tử Thuần Trai đã giáng trần để cứu con người thoát khỏi những tai họa này. Đối với những người tin và tuân theo giáo lý của Ngài, thì Ngài ban cho họ sự bảo vệ và bình an tối đa. Những giáo lý bảo vệ đạo đức và thân thể của chúng ta bao gồm năm giới và năm hồng danh được truyền trong lúc tâm ấn. Tuần này, chúng ta sẽ khám phá thêm về những biện pháp bảo vệ mà Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho các đệ tử và cả lời khuyên ân cần của Ngài dành cho những người chưa tâm ấn, mà Ngài cũng thương quý đồng đều. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã tặng thần chú khác cho các đệ tử của Ngài. Từ năm 2005, gọi là món quà, là một phần của việc Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư tiếp tục thăng hoa tâm linh trong toàn cõi vũ trụ tại thời điểm này của địa cầu chúng ta. Ngài đã mang xuống một món quà thương yêu quý báu cho các đệ tử, như được mô tả trong trích đoạn sau của bài giảng của Sư Phụ. Câu thần chú bổ sung này có năng lượng tâm linh và lực lượng phước lành từ một cõi giới cao hơn. Những đệ tử tu tập tới một đẳng cấp nhất định và may mắn được gặp Sư Phụ trực tiếp đã nhận được câu thần chú này như một sự bảo vệ và trợ giúp tâm linh cho chúng sanh trong khắp vũ trụ. Kính thưa Sư Phụ, con xin được biết, có phải món quà này bên trên cảnh giới thứ năm ạ? Bởi vì cho tới nay, bên trên cảnh giới thứ năm không ai có thể đem xuống, nên món quà phải là ở cảnh giới rất cao, từ cảnh giới thứ bảy. Ôi, xin cảm ơn Sư Phụ. Quà này ở trong kho tàng của tôi và được khóa kín. Không ai có khả năng để mở khóa và thậm chí biết nó ở đó. Cho nên khi quý vị mặc niệm những gì tôi dạy quý vị, cả vũ trụ đều được lợi ích. Toàn cõi vũ trụ đó là hàng triệu triệu, vô số thiên hà, không phải chỉ cái tinh cầu nhỏ bé này. Cho nên món quà vô cùng mạnh mẽ. Chỉ niệm trong lúc thiền thôi đúng không thưa Sư Phụ? Lúc nào cũng niệm hết, ngoài trừ lúc Quán Âm, quà mà tôi dạy quý vị niệm cùng với năm hồng danh. Trong một buổi cộng tu vào đầu tháng 6 năm 2021, khi đang nhập định, Thượng Đế đã cho con thấy sự bảo vệ mà những người tu hành có được. Có 5 lớp bảo vệ xinh đẹp bên ngoài thân thể. Tất cả các lớp đều phát ra ánh sáng. Lớp đầu tiên như lớp màng mỏng, trắng tinh khiết tựa như tấm lụa phủ trên da chúng ta. Lớp thứ hai thì mềm, giống như một miếng cao su bao phủ lên lớp thứ nhất. Lớp thứ ba tựa như một áo giáp màu hoàng kim cứng như sắt, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bảo vệ cơ thể chúng ta. Ba lớp bảo vệ đầu tiên bao phủ chúng ta như là trang phục. Lớp thứ tư là một vầng hào quang sáng chói liên tục xoay quanh thân thể chúng ta. Lớp thứ năm dính với lớp hào quang của lớp thứ tư, giống như ngọn lửa nhấp nháy xung quanh thân thể chúng ta. Vầng hào quang và vầng lửa hòa quyện vào nhau. Độ sáng và màu sắc của vầng hào quang cùng ánh sáng và năng lượng của ngọn lửa thì khác nhau tùy vào đẳng cấp tu hành của mỗi người.
Khi chúng ta mặc niệm năm hồng danh, ánh sáng của ngọn lửa và vầng hào quang tỏa ra khắp nơi. Hết đợt sống này đến đợt sống khác, mỗi ngày chúng ta đều được bảo vệ an toàn, miễn là chúng ta tu hành với sự tập trung, kiên định và thành tâm. Xin tạ ơn Sư Phụ đã gia trì và ban ân điển của Ngài. Xin cảm tạ Thượng Đế đã ban phước, ban tình thương và sự bảo vệ của Ngài. Xin cảm ơn các thiên thần vì sự canh phòng và bảo vệ của quý vị. Trong một lá thư gửi tất cả đệ tử năm 2018, khoảng một năm trước khi chúng ta bắt đầu nghe tin về đại dịch COVID, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từ ái tiết lộ lực lượng bảo vệ của hai thằng chú này. Đồng thời, Ngài nhắc nhở các đệ tử phải tu hành tinh tấn hơn và tuân theo thiên luật. Ngài nói rằng, ngay cả những người đã thọ tâm ấn cũng có thể bị hạ đẳng cấp nếu họ không tu hành tinh tấn hoặc không đủ cảnh giác. Gửi tất cả trung tâm dành cho quý vị. Hãy nhớ niệm năm hồng danh và món quà cả ngày, ngoại trừ khi quán âm thanh thiên đàng nội tại. Đồng tu phải giữ các tiêu chuẩn đạo đức, tuân theo những lời chỉ dạy, giữ dinh dưỡng thuần chay và ngũ giới đạo đức. Tất cả điều này là để bảo vệ. Như người mới lái xe, phải tuân theo những chỉ dẫn và chú tâm vào con đường, đừng lái ngoằn ngoèo, xích sắt, như thế sẽ hại mình, hại người. Ngay cả những tài xế lão luyện cũng phải tuân thủ hoặc gánh chịu hậu quả. Đừng đùa giỡn với lực lượng Thượng Đế. Đó là lực lượng phải được tôn trọng và tuân theo. Minh Sư sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý vị rời xa tất cả những nguyên tắc kể trên. Quý vị thậm chí có thể bị ma nhập để làm công cụ của ma, hoặc là khỏi mục tiêu của mình, khỏi vòng khẳng định của Thánh Nhân. Hãy cẩn thận với những gì mình làm, cách mình cư xử, những gì mình nói, những gì mình ăn, vân vân. Quý vị đã được dạy phân biệt đúng sai, Ma Vương sẽ không khoan dung. Ma Vương được phép kiểm tra tiêu chuẩn cao thượng của quý vị. Hãy cảnh giác, khiêm nhường và có đủ đạo đức, thiền định chăm chỉ và luôn nhớ đến Thượng Đế. Đối với những người chưa thọ tâm ấn, để được cứu khỏi những căn bệnh tràn lan như đại dịch COVID-19, họ phải thật tâm sám hối, thành tâm cầu nguyện sự tha thứ và ăn thuần chay. Nếu không, họ có thể không được tha như đã tiết lộ trong cuộc đàm thoại giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và thủ lĩnh COVID. Tôi hỏi, còn những người chuyển sang thuần chay, họ cũng sẽ tránh được đau khổ do COVID gây ra chứ? Tu lĩnh COVID trả lời, chỉ đệ tử thôi. Ôi, trời ơi. Tôi thật sự không hài lòng. Nên nói với y, có chút cao giọng hơn. Nhưng rất nhiều người không phải là đệ tử và họ sẽ không trở thành đệ tử. Dạ, thưa sư phụ, nhiều người không phải là đệ tử của ta, nhưng họ không bị nhiễm bệnh. Tại sao? Thủ lĩnh COVID nói, vì thời gian của họ chưa đến. Tôi nói, nhưng ta đã hứa, nếu họ chuyển sang thuần chay và ăn năn, ta sẽ giúp họ lên thiên đàng. Giờ chẳng lẽ không xảy ra sao? Thủ lĩnh COVID nói với tôi, dạ có, nếu thành tâm. Đó là lời của y. Dạ có, nếu thành tâm. Hay quá. Vậy quý vị thấy đó, điểm chính là người ta phải sám hối. Chuyển thuần chay và thực sự chân thành, khiêm tốn sám hối, thành tâm sám hối. Khẩn cấp, như cần không khí để thở vậy đó. Dạ, dạ thế sư phụ, thành tâm như thế đó, thưa đúng. Thì họ sẽ được cho phép nhận sự giúp đỡ. Và tôi có thể can thiệp với thiên đàng, nghĩa là như vậy đó. Vậy mà người trên thế giới phải thực sự ăn năn, họ phải thành tâm sám hối. Như họ cần không khí để sống, cấp bách như thể họ cần không khí để sống như khi bị nhiễm COVID-19 và không thể thở. Dạ, xin hãy cầu nguyện Thượng Đế. Xin cầu khẩn một cách khiêm nhường để được tha thứ với sự sám hối thành tâm, thật lòng. Và hãy chuyển sang thuần chay. Thế thôi. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, khi virus COVID-19 bắt đầu lây lan,
khắp toàn cầu và Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nói trong một thông điệp khẩn cấp đã được phát sóng cho quý khán giả trên toàn thế giới. Ngài cảnh báo rằng thiên đàng địa cầu và thiên nhiên giận dữ về sự đau khổ kéo dài do con người gây ra. Ngài tiếp tục thúc giục con người chuyển qua lối sống thường chay nhân từ và khuyến khích con người cùng nhau cầu nguyện cho thế giới thường chay, thế giới hòa bình cùng một lúc trên toàn cầu. Thông điệp này đã được phát sóng trực tiếp rất khác thường, do đó nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình chúng ta, cũng như sự quan tâm sâu sắc của Sư Phụ. Không thể tránh khỏi địa ngục. Nếu chúng ta không thay đổi lối sống, tất cả năng lượng không nhân từ này, từ thiên nhiên, từ thiên đàng, từ địa cầu, tất cả năng lượng đau khổ, giận dữ này sẽ đều nhắm vào chúng ta. Vô nguyên tử không là gì cả so với năng lượng này. Như đồ chơi trẻ con thôi. Vậy nếu chúng ta muốn cứu chính mình và người thân, chúng ta phải quay ngược lại. Chúng ta phải nương vào bản tánh từ ái của mình và sức mạnh tiềm tàng của con cái Thượng Đế, mà chúng ta chính là con cái Thượng Đế, để cứu thế giới. Tuy nhiên, lời tiên tri lưu ý rằng do vô minh, thật đáng buồn là nhiều người sẽ coi nhẹ chân ngôn của đấng cứu thế. Do đó, họ sẽ vô tình tự dẫn mình tới sự diệt vong của chính họ. Vào lúc đó, những ma quỷ dịch bệnh sẽ giết người. Thế giới sẽ có nhiều người ác và ít người thiện. Chúng sinh sẽ không nhận ra chân ngôn. Những mặt khải tam động sẽ được lan truyền trong một thời gian dài, nhưng người đời sẽ chìm trong bóng tối và không tìm ra và chấp nhận chúng. Họ sẽ mang đau khổ cho chính bản thân họ. Có thể làm gì đây? Lời tiên tri tiếp tục miêu tả những hậu quả thảm khốc mà những người đi ngược lại giáo lý của đấng cứu thế chân thật phải đối diện. Con người sẽ không nhận ra đấng cứu thế chân thật, trái lại họ chế nhạo Ngài. Chúng ta có thể làm gì? Những người như vậy sẽ phạm trọng tội. Đau khổ trong thủy ngục và hỏa ngục, trong 300 tỷ kiếp và không bao giờ được giải thoát. Đối với những người phỉ báng đạo Pháp, những người đã kích danh hiệu tôn kính của Minh Sư, những người chống lại kinh điển, những người không có niềm tin vào mặt khải của Tam Động và những người không muốn chấp nhận đạo, thì Đại Quỷ Vương sẽ đến và tiêu diệt tất cả họ. Phải tiếp tục gây chiến đi, vì ngươi là một con quái thú vong ơn. Thay vì cảm tạ Thượng Đế đã cho ngươi mọi thứ có thể, ngươi lại quay lưng, phản bội và giết họ.